lết được tới đây là giỏi lắm. Nhưng mày vào nhầm chỗ rồi. Tao có thể tới nhầm chỗ. Nhưng mày đã bắt nhầm con tao rồi. Võ thuật á, của bộ phim này thật sự là rất là đỉnh cao. Đỉnh hơn trong những cái bộ phim Việt trước mà mình hay coi. Nội dung thì nó vừa mang tính gọi là hành động mà nó vừa có cái gì đó tình cảm á. Nghĩa là mình đang hồi hộp theo phim thì mình sẽ lắng động lại. Thì nó nội dung khá là ý nghĩa, ngắn gọn, xúc tích. Là những cái cảnh hành động trên phim thật sự là rất là ấn tượng. Mình nghĩ đây là phim có những cái cảnh hành động tốt nhất Việt Nam bây giờ. Về vật kỹ xảo hành động, thật sự mà nói thì cũng là phải nói là rất lâu rồi mình mới được xem một bộ phim hành động Việt Nam mà cái kỹ xảo phải nói là ngang ngửa với lại Hồng Kông với lại Hollywood. Về các cảnh của Ngô Thanh Vân, kiểu mình không nghĩ là một bộ phim Việt Nam có thể quay đẹp những cảnh hành động như vậy. Cái cảnh hành động của được dàn dựng nó khác với hành động của Việt Nam hiện tại. Đầu tiên thì mình thấy những cái cảnh quay rất là đẹp và có những cái pha đánh đấm đó là vững tấn. Điều đó thì ngoài cái nội dung rất là hay thì nó cuốn hút mình khi mà xem cái phim này từ những cái giây đầu tiên của phim cho đến kết thúc cái bộ phim. Khi xem xong thì cái cảm giác lần đầu tiên mà mình xem một bộ phim vững tấn rất là hay về những cái pha hành động rất là chuyên nghiệp. Thật sự thì làm con của một người mẹ Hai Phượng là một điều may mắn, nhưng mà thật sự là cũng khổ quá. Thật sự là mình muốn mẹ của mình cũng được hạnh phúc hơn là phải khổ cực như vậy. Làm con một người mẹ như trong phim Hai Phượng là con của trẻ Phượng thì mình nghĩ rất là hạnh phúc, tại vì có một người mẹ rất là mạnh mẽ và hết lòng bảo vệ con mình. Nếu mà trong trường hợp là một người con của Hai Phượng, nó cũng là một trải nghiệm thú vị mà nghĩ là hầu hết nào ai cũng muốn có một trải nghiệm đó, và tại vì không phải là ai cũng có. Để mà làm con của một bà mẹ như Hai Phượng thì chắc là không, tại mình sợ lúc mà bà tức lên bà đánh mình giống như trong phim. Nếu mà được làm con Hai Phượng thì anh nghĩ là không, bởi vì thứ nhất là cái hoàn cảnh đó là hư cấu rồi, nhưng mà cái này thì phim thì anh đã hư cấu rồi, nhưng mà một hoàn cảnh đó thì anh bởi vì không muốn, anh cũng không mong muốn như vậy thôi. Chắc chắn là cũng sẽ muốn để có thể là trải nghiệm được cái cảm giác là mình bị bắt cóc rồi bên cạnh đó thì mình được giải cứu như thế nào. Đặc biệt là phim thì nêu lên một cái giá trị rất là nhân văn giữa tình mẹ. Thì một cái người mẹ đi có thể nói rằng là vượt qua rất là nhiều thứ, thậm chí là qua rất là nhiều lần là mất mát mới trở nên là tìm được người con của mình. Mọi người ơi, mọi người hãy nhanh chóng ra rạp để xem bộ phim Hai Phượng, vì đây là một phim thực sự ý nghĩa, mọi người sẽ không có phí tiền khi mà xem bộ phim này đâu. Mọi người nhớ ra rạp xem phim nha. Nếu có lời nhắn gửi nào tới những bạn chưa xem phim thì mình nghĩ nên xem phim này thật là ngay và có thể dẫn mẹ mình đi xem cùng. Nếu phải nhắn gửi những người chưa xem bộ phim này và Hà Lến gặp ngay, đây là một bộ phim rất đáng xem. Mình nghĩ là các bạn nên coi một bộ phim Hai Phượng, bởi vì để ủng hộ cho một bộ phim mà rất đầu tư rất là chỉnh chu như vậy. Nên ra rạp xem ngày đầu tiên thì tốt á. Vì Việt Nam hiện tại là khác rồi. Nếu mà ai chưa ra rạp xem bộ phim này thì tôi vẫn nghĩ rằng là sẽ rất là tiếc. Và khi mà chúng ta có thời gian thì mọi người cứ đi xem phim Hai Phượng, bởi vì mọi người sẽ cảm thấy rất là hay với những pha hành động này. Và chẳng những đi xem một mình mà cũng nên rủ những người bạn đi xem. Và đây là một bộ phim xứng đáng để chúng ta có thể xem và chờ ra rạp vào ngày 22 tháng 2 sắp tới. Mình đánh giá phim này là 8 điểm rưỡi trên 10. Mình chấm bộ phim Hai Phượng này và 9 trên 10. Mình đánh giá bộ phim này 7 trên 10 điểm. Nếu mà 2 điểm 10 thì mình chấm hẳn 9 điểm luôn. Nếu mà chấm điểm cho bộ phim này trên 10 thì nghĩ là khoảng 7 điểm. Nếu để chấm được bộ phim này thì lần đầu tiên thật sự là mình cũng không phải là một cái khán giả khó tính đâu. Tuy nhiên là mình cảm thấy rất là hài lòng và mình sẽ cho bộ phim này điểm 10 nhé.